Nhóm đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Doha, Qatar vào chiều 19 tháng 3, sau chuyến bay dài hơn 7 giờ đồng hồ. Tại sân bay, thầy trò huấn luyện viên Philip. Theo lịch trình, nhóm thứ hai gồm các thành viên còn lại của đội tuyển U23 Việt Nam khởi hành từ Hà Nội lúc 19:30 hôm nay và sẽ đặt chân tới Doha vào 23:30 giờ địa phương, tức 3:30 ngày 19 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Tại Doha, đội tuyển U23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Crowne Plaza. Đây là một trong những khách sạn rất tiện nghi từng là nơi đóng quân của đội tuyển Đức và đội tuyển Saudi Arabia tại World Cup 2022 vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier trải qua chuyến bay dài và sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực trước khi ra sân tập luyện. Các cầu thủ sẽ có buổi tập gym thư giãn tại khách sạn. Ngày mai, sau khi hội tụ đủ quân số, toàn đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trước khi diễn ra các trận đấu vòng bảng. Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có khoảng 3 buổi tập trước giải quốc tế U23 Cup Doha. Giải đấu này có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội được chia cặp để đá 2 trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển Iraq vào 2:45 ngày 23 tháng 3 và gặp đội tuyển U23 UAE vào 00:30 ngày 26 tháng 3 theo giờ Việt Nam ở vòng bảng.